Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với Dear Red. Và đây sẽ là phần cuối cùng mình làm. Ôi dồi ôi, mình không thể ngờ được mình đã bỏ qua một cái secret ending. Thì sẽ là hidden message. Tại vì thực sự cái đấy là một trong những ending mình đã chơi rồi. Nhưng mà do mình thích là một thằng six spam dấu cách này, nên mình mới bỏ qua cái đấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ending bí mật đấy. Fuck, làm cái game 20-30 phút là trung bình mà đi tận 4 phần thế này thì công nhận mình bá đạo quá rồi. Không có gì bá đạo hơn. Hôm sau đâu, ba sẽ không bỏ đi mà còn ba hứa chứ. Ừ, ba hứa. Vậy là con yên tâm ngủ đi Anna, với chuẩn bị cho con. Dạ. Ok. Bầu trời xong xanh, tiếng chim hót. Cái shit happen à? Mình không hiểu sao. Aha, mở cửa. Đây, để chỉ cho các bạn ending đấy như thế nào. Thực sự hết sức là khó chịu ấy. Chỉ tìm ba em à. Ba chấm chấm. Tới chỗ cô bé. Đây, mình sẽ cho mọi người biết là sự thật về con này như thế nào. Do mình thích spam dấu cách quá nên mình bỏ qua cái đoạn ending. Một thằng ngô. Tại sao nhỉ? Nếu vậy tại sao chúng ta phải kêu tranh nhiệm vụ từ không khí em mùa lắm. Ừ, khá lâu rồi khi mà trong nhà cũ tiếp tục spam dấu cách à. Chị sẽ nói em hoặc cứ ba em không gì chỉ định. Chị thiến ba em. Chị thiến ba em trả thù cho người mà ông đấy giết. Ba em là người tốt, tốt quá. Ừ, ông đấy tốt thật. Tốt lắm ấy, tốt, thực sự là tốt đấy, mình không nói móc rồi mà. Con này ngu quá, cái con Red này này, như con phế vật ấy. Chị không biết về Anna, chị xin lỗi An. Đến đây rồi. Tuyệt thật, tìm cách cởi trói. Hóa ra quá ngu ngốc để tìm ra được. Thì tổng kết về tất cả những thông tin mà mình đã có, con này một đứa thần kinh không bình thường. Và bố nó với cả ông này đã cố gắng tạo bọn nó hạnh phúc riêng bằng cách là những không hiểu sao mẹ nó chết nữa. Có thể là do ông này. Để tí mình phải đi tổng kết đó. Mình phải xem nó cái mật mã bí mật này. Về căn bản đi ra đây. Tại sao mình lại về hả Red? Nó đâu liên quan tới chuyện này. Căn bệnh của nó. Tôi chỉ muốn nó được nhắm mắt một cách nhẹ nhàng nhất và có ba nó bên cạnh trước khi nó. Ba chấm. Diệt. Nó chỉ là một tai nạn, tôi không hề muốn hại cô bé. Ba chấm chấm. Ông cũng biết người giết tôi muốn giết là ông phải không? Kể từ khi ông giết mẹ tôi. Kể từ khi bố tôi mất. Tôi đã phải tự nuôi sống bản thân trong thù hận với ông Red. Ta ước gì mà chuyện đơn giản chỉ hãy ta giết mẹ mi. Đây đoạn này tôi từ nhỏ biết bị một người không bình thường đấy. Và sao mẹ mi đã xảy ra chuyện? Bố mi không muốn mi sống trong đau khổ. Xảy ra chuyện gì hả? Thử nghiệm để khi mi cuộc sống hạnh phúc. Và ông lại bắn con này rồi, đúng rồi. Đây nhìn mặt của ông đấy kìa, bắn mà mặt vào tỉnh bơ. Con gái chết xong rồi giết người mặt tỉnh bơ. Xong rồi một lúc nữa mới khóc. Ôi, không còn gì để nói nữa. Khổ thật. Bộ chuyện này công nhận. Cái game này công nhận là nó yếu tố cảm động nhiều quá. Ok. Thì từ cái đoạn này mình bắt đầu spam dấu cách này. Và mình bỏ qua bỏ qua cái mã bí mật này. Đoạn này mình không được nhận dấu cách, mình phải để đấy, phải để direct đấy. Kìa cái đoạn này nữa được tạo bởi Sang Game Boy Graphics Team bla 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 Music Hide Kevin What Kevin Kevin Voice Actor Lee Chang Anna bla 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 Sony Kenny Sound Effect Skip This.
sự nhạc game này công nhận đầu tư hay thật. Vũ vẽ vời. Nghe hay vậy. Red, một dòng máu đỏ. Đỏ tươi. Đây rồi. Red có sao không? Không, nó vẫn có sốc lắm, kể từ ngày đó nó không ăn không uống, nó chỉ nằm trên giường mà khóc và không mặc đánh giá. Shit, what the fuck. Vậy cô định thế nào? Có lẽ chúng ta nên tạo hiện trường giả và xóa phần ký ức nó ở nó. What the fuck? Ký ức gì? Có chắc chứ vì này có thể ảnh hưởng mạnh tới Red nếu con bà khám phá sự thật. Vậy thì không được để lộ ra. Có phải con gái cậu muốn sống một nơi như trên cổ tây không? Ý cậu là sao? Hãy giúp tớ trở thành kẻ sát nhân, giết vợ. Giết vợ của tớ và chuẩn đi thật xa. Thực hiện ước mơ con gái cậu cũng giúp tớ. Chúng giúp con gái tớ không chìm vào đau khổ đau. Nếu Red nghĩ tớ là kẻ sát nhân thì gia đình sẽ gặp nguy hiểm, cậu biết mà. Tớ sẽ cố gắng giúp Red bình tĩnh lại, nhận ra mọi thứ. Nếu tớ không thành công, một ngày đó nó đứng trước cửa của cậu. Hãy giết nó. Oh. Vậy tức là con này giết mẹ của nó. Nó quá đau khổ và nó bị nằm liệt giường. Bố của nó và ông này đã liên kết với nhau để xóa ký ức của nó. Xóa ký ức của nó sau đó tạo ông này là một kẻ sát nhân. Bố nó thất bại trong cái việc mà làm cho nó không được trả thù với kia. Nhưng mà con này nó vốn là không bình thường, nó không thể nghe lời bố nó được và đến đây trả thù. Oh, câu chuyện bí mật là thế à? Ok, cảm ơn các bạn đã xem series Dearest. Hẹn gặp lại các bạn ở một series khác hoặc là một tập phim khác. Goodbye.